September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. And I had control in the driver's seat, but my hands are slipping off the wheel. Now the tables have turned, now I'm up all night. I'm picturing you acting like a fool. I'm on the other side, you're like a full moon, and I'm up all night howling at you. Tables have turned, tables have turned, tables have turned, tables have turned. I used to be chill, now I can't catch my breath. When you say my name, I feel tight in my chest. Can't handle the space, I need you here by my side. You make me sweat in the coldest of nights, yeah. I had control in the driver's seat, but my hands are slipping off the wheel. Now the tables have turned, now I'm up all night. I'm picturing you acting like a fool. I'm on the other side, you're like a full moon, and I'm up all night. Confetti là gì? Để biết không giật mình. Có nè, có confetti không? Có confetti không? Confetti đâu rồi? Event manager. Đông. Đèn giận với đèn cày ra rồi bánh kem rồi mới cầm ly. Bánh kem đã. Mình chiêu cho chiêu đi. Xong rồi mình có một lên đèn. Mọi người lên đèn đây, lên đèn. Cho 5 giây nữa. Follow hai ba vô hai ba vô hai ba
Và chúc mọi người luôn luôn đồng hành cùng với nhau trong những chặng đường sắp tới nữa vậy thôi ha. Ồ bình thường cô gái nói nhiều lắm mà. À chúc rồi, chúc năm người ta làm công ty từ cái thời mà hả email viết không có title á. Thấy chưa, rồi đó nè, đó nè. Rồi được rồi, xong rồi. À rồi. Ồ hoan hô. Nói chung là từ sửa máy lại hơn thành công hơn. Rồi, hoan hô, cảm ơn. Vô chị Duyên. Chị cũng là một thành viên mới nên là chị cũng chúc quà ngày một thành công hơn. Ok. Mọi người sẽ luôn có những vui vẻ và đoàn kết nhau. Ok, hoan hô, cảm ơn chị rất nhiều. Rồi, tới lượt chị. Em cũng là một thành viên mới. À, em làm cái khác bà đứa mới. Bốn đứa mới của anh em phát triển hơn nữa. Mới không ừ. Rồi, hoan hô, cảm ơn chị rất nhiều. Thành viên mới là gì? Thành viên mới luôn. Ăn nhiều quá phải che miệng. Chúng bỏ xuống đi chị, bỏ xuống chị. Khổ quá chị ơi. Đây đây đây. Chúc vào ngày 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 phát triển hơn nữa. Trên chặng đường sắp tới rồi. Rồi tới thành viên cũ. Ok rồi. Đây thành viên cũ. Bộ của em. Đầu tiên là xin chi ân quà để cho em bên cạnh công việc, tiền lương còn cho em hạnh phúc nữa. Rồi cảm ơn chị Quỳnh rất nhiều. Em cũng mong là quà sẽ chấp cánh cho tương lai của em, cho hạnh phúc của em. Ồ mẹ. Rồi chị Na. Mới đầu tiên luôn hả? Mặc dù là không là thành viên cũ nhưng mà mình vẫn là chấp cánh với Wow trong đợt competitive trip này. Đi kể. Đi kể đầu tiên. Em cảm ơn anh Châu cũng như là cảm ơn Wow. Hơi xúc động. Thật ra em mới làm ở Wow 1 năm thôi nhưng mà như sếp của em nói thì 1 năm em làm ở Wow thì bằng 10 năm em làm ở công ty ngoài. Nhưng agency khác thì em cảm ơn anh Châu cũng như Wow đã tạo cho em một cơ hội để em phát triển bản thân rất nhiều, tức là em đã trưởng thành hơn so với cái ngày mà em bước chân vô Wow. Thì sau này em mong vào sẽ càng ngày càng tổ chức những cái show lớn hơn, bự hơn nữa. Hết. Hoan hô. Rồi cảm ơn chị Na. Làm có một năm rồi, mà đi company trip hai lần. Gần 2 năm. Là nhiều đã cưu mang trong suốt cái thời gian mà em gọi là gặp khó khăn ở trong cuộc sống vì em là một người từ ngoài kia đi vào và phát triển trong này cho nên em cảm ơn. Đây là anh Châu, em cảm ơn anh Châu rất nhiều đã là người dang rộng vòng tay đón em về với Wow, rồi em cảm ơn anh Châu rất nhiều. Chúc hay quá, uống ly một cú. Em biết tại sao mà anh nhận em vô Wow không? Vì sao anh? Kể từ cái ngày anh thấy em sửa được cái máy bơm bong bóng là em nhận em. Anh nhận em vô coi chớp Samsung rồi. Cảm ơn anh rất nhiều. Hoan hô mọi người ơi, đi đâu đi đâu. 1, 2, 3, 4. Anh em mình là cái gì nào? Anh em mình là mẫu bên Wow. Wow Communication. Wow Communication. Có em, có em. Jason, I would like to say thank you, IMO team. Yeah, you do the good job. Thank you. Okay, continue the gala dinner. So we have a special surprise about our Northern Thai cultural show. So now you see already, not surprised already. This is example Northern Thai style, one of Northern Thai style traditional costume for a man and boys. We usually have a colorful or different color. And what about the women and what about the original traditional show here? Originate from here, Mae Hongson City. So, let us prepare for a few minutes for the music and the most one of the most important person. She came from here. She's a local, and she's one of the best cultural show from Mae Hongson City. Okay, are you ready to see that? Yeah. Okay. Let's go.
พี่ไฟพี่เปิดตัวหนึ่งไฟไฟไฟไฟไฟต้องเปิดตัวไฟพี่ใหญ่ไฟพี่ใหญ่หน่อยโอเคใช้ไฟพี่ใหญ่หน่อย I think we should make one picture or a few picture for memory for your memory with us okay okay What?